Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay em Phương muốn giới thiệu với anh chị một căn nhà với diện tích là 58m². Căn nhà chúng ta ba mặt thoáng, xây dựng độc lập, đủ hướng, hướng Tây, hướng Bắc và hướng Nam. Căn nhà của chúng ta có thang máy và thiết kế 6 tầng. Đây, như anh chị có thể nhìn thấy đây, ba mặt thoáng, ba ngõ đi vào, ô tô vào nhà thoải mái. Em sẽ zoom rộng lên một chút. Đây là mặt chính nhá, mặt chính hướng Tây. Còn phía bên này là hướng Nam. Tất cả thì đều được thông ra đường máy động hết. Hiện nay thì căn nhà đang hoàn thiện, em Phương sẽ chưa quay bên trong cho anh chị được. Em sẽ quay và gửi đến quý anh chị vào một ngày gần nhất hoàn thiện xong. Đây là một mặt ngõ nữa này. Đấy, tất cả đều mở cửa sổ, ánh nắng chan hòa luôn. Đấy. 6 tầng có thang máy nhé. Đấy, đây đường ô tô vào đây. Anh chị quan tâm những căn nhà đang hoàn thiện thì hãy gọi điện thoại cho em Phương nhé. Số điện thoại 0987 396 111. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.